Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ là siêu thị ô tô Bica Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em lại mới về thêm một chiếc xe của hãng Toyota, đó là chiếc Vios đời 2018. Phiên này bản E, bản này là bản E nhé các bác nhé. Nhắc đến Vios thì rất nhiều bác cũng sẽ hiểu đây một dòng xe rất là thương mại đúng không ạ? Vâng, xe rất kinh tế, dù cho phục vụ gia đình hay là cho dịch vụ hay công việc cũng đều rất là ổn định như các bác nhé. Vì là xe của Toyota mà. Bây giờ em xin phép đi một vòng quanh để giới thiệu qua về phần thân vỏ cũng như là ngoại thất rồi đến nội thất của chiếc xe. Thì xe thì có một màu sơn rất là đẹp như các bác nhé. Đó là màu vàng cát đúng không ạ? Màu vàng cát rất là đẹp đấy. Đấy. Ở cái phiên bản E này thì cũng đèn thì vẫn tất cả đèn pha là vẫn là đèn halogen thôi các bác nhé. Vẫn là đèn halogen, rồi đèn gầm cũng vậy. Vì xe là xe bản sedan đúng không ạ? Sedan nên xe có một bộ trang bị, bộ mâm cũng không được gọi là to lắm. Nó chỉ là mâm là 15 inch. Và em đang xem cái phần đét lốp của chiếc xe nó nằm ở chỗ nào để giới thiệu qua. Vì xe là xe tư nhân nhau nhá, tư nhân một chủ nên là xe họ cũng giữ gìn lắm ạ. Thế là họ đi cũng rất là giữ gìn xe nhá. Xe còn nhìn chung là rất là đẹp đúng không ạ? Vì nếu từ 2018 mà họ ít đi như vậy thì chắc chắn là sẽ là cái đét lốp thì chắc là cũng vẫn còn nguyên thôi. Chỗ này nó hơi mờ. Đấy, em xin phép đi vòng đây. Như bác thấy rất là đẹp nhá. Đây. Vios E. Đúng không ạ? Vios E, cái chiếc này 2018, nói chung là từ đấy 2018 đi thì cũng không gọi là nhiều. Và ở cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nhiên liệu xăng thì tiêu hao rất là ít nha các bác nhá. Nếu ở đường hỗn hợp thì là sẽ là 5,8 lít này, còn trong đô thị nó hết được 7 lít rưỡi. Còn ngoài đô thị cao tốc thì có thể là đi còn chưa hết 5 lít các bạn, 4,7 lít này các bác. Rất là tiết kiệm nhá. Đây em xin phép đi ở bên trong xem này. Chính thức cái audio nó bao nhiêu. Nhìn chung với một chiếc xe Vios thì phụ kiện chiếc này Vios E thì cũng không nhiều lắm. Đây em quay gần hơn, à xe cũng đi lắm, mới hơn 5 vạn ạ, 5 vạn rưỡi. 5 vạn rưỡi chia cho 35 thì cũng không phải là nhiều nha các bác nhé. Rất là ít đúng không ạ? Và xe thì cũng không được, dòng xe thương mại thì cũng chưa được trang bị nhiều lắm. Điều hòa thì vẫn là điều hòa chỉnh cơ, rồi xe trang bị hộp số tự động rồi. Ghế thì được bọc da rồi, màu kem rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Màu kem khá là đẹp đúng không? Rất sáng bóng đúng không? Bóng thì không bóng nhưng mà chung nó sáng sủa sạch sẽ như bác thấy. Và hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng rãi như bác thấy, rất là rộng nhé. Đấy, rất phù hợp đi gia đình cũng được, mà biết là bác nào mà chạy dịch vụ thì cũng có thể là ổn nhé. Đấy. Chạy dịch vụ cũng khá là ổn định đấy. Xem cái phần cốp đấy, xe là xe tư nhân một chủ nên chắc là chắn là xe rất sạch sẽ, họ giữ gìn đấy như bác thấy ạ. Đấy, xe tư nhân một chủ nên là họ đi rất là giữ gìn đúng không ạ? Rất sạch sẽ từ phần ở phần trên khoang hành khách hay là rồi ở bên cái phần cốp để đồ đúng không, xe rất là hợp lý đúng không ạ? Và hiện nay trên thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2018 này bên em đang chào bán với cái giá là 450 triệu nhé. Quý anh chị nào quan tâm xin hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Đấy. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Bica Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy. Và khi quý anh chị đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả quý anh chị về chất lượng, là xe không bị đâm va hay có bị tháo cẩu máy, bổ máy á, ngập nước thủy kích nhá, giấy tờ an ninh an toàn thì rõ ràng. Và chiếc xe này bên em cũng đang hỗ trợ vay trả góp, mua xe trả góp lên đến 70% đấy. Quý anh chị nào có quan tâm thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Và em cũng mong là quý anh chị nào có lần đầu xem đến video của em thì xin cho em một like và một đăng ký kênh để kênh của em ngày một hoàn thiện hơn ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.